quý khán giả, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hôm nay ngày 20 tháng 10, thành phố ghi nhận 18 ca mắc COVID-19. Trong đó có 11 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 5 trường hợp trong khu phong tỏa, 2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong toàn thành phố từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay lên 6.371 ca. Trong ngày có 48 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số được điều trị khỏi lên 5.721 trường hợp. Hôm nay không có trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong do bệnh nền và mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ lên 98 người.